Nhi, hôm nay mình đem cho người yêu tương lai một quả bơ luôn ạ. À, mọi khi thì toàn ông ấy cho mình, nhưng mà hôm nay mình sẽ cho ông ấy quả bơ này. Anh Huy, anh làm gì đấy? À, anh lấy con này trong mắt bạn ý thôi, lấy hộ bạn ý ấy. Thế á? Ông ơi, em sao lại bỏ anh ạ? Có gì đâu, em chỉ định cho anh quả bơ thôi. Cho anh ạ? Em cho anh ạ? Ừ. Anh xin nhá. Ừ. Thôi em đi về đấy. À, này, này. Bạn không còn gì đâu. Bạn là bạn hàng xóm ở đầu ngõ. Ừ. Em làm quen không? Bạn bên này. Thôi. À, thôi không cần đâu. Em đi về đây. Ừ, này. Chả hiểu gọi sang làm gì. Anh gọi em sang làm gì đây? Thì anh muốn gặp em tính hẹn em ra mà. Ừ. Không được à? Thế sao anh không gọi bạn Ngai? Ờ, đâu. Anh mấy bạn hàng xóm có làm gì đâu. Không bị bạn sang đây chơi mà. Thật không? Thật. À mà anh gọi em ra đây để tặng em với cả gia đình em đôi bánh trung thu vậy. Sắp đến trung thu rồi nên anh muốn tặng gia đình em luôn. Ờ thì em cảm ơn nhá. Thôi bye bye nhá. Chả hiểu kiểu gì tự nhiên hôm nay gọi sang cho bánh trung thu. Hay là biết mình dỗi nhở. Nhưng mà nếu mà bây giờ mở ra mà là nhân đậu xanh thì tôi sẽ tha thứ cho anh hàng xóm. Thì coi nhá. Ơ nhân đậu xanh thật này. Thế này là phải tha thứ thật đấy à? Hôm nay người yêu tương lai gọi điện cho mình, hỏi nhà mình còn gì ăn không. Mình bảo là không mà chẳng hiểu sao ông ấy lại gọi mình ra đây. Anh đi đâu đấy? À, anh đi mua ở tít trên đầu kia. Mình bán ở đây hết rồi đâu. Mai ở nhà Kelly người ta tranh nhau người ta mua hết rồi. Vâng. Thôi em cầm thùng sữa, thùng mì tôm về đi. Anh đi mua hết rau củ cho mẹ anh đã. Cầm về cho em đi. Chờ tình yêu bước qua bao cảm xúc, ngồi nỗi đau em mang thật nhiều. Giọt lệ buồn trên đôi mắt hiền, còi lòng như cây xa xác. Vậy thấy em buồn rầu nhưng chẳng mấy ai thương em. La 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 la.